Đây sẽ là video đầu tiên nằm trong chuỗi video trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân bạn trong năm 2024. Ở trong video này, San sẽ chia sẻ những điều mà mình đã đúc kết lại được trong suốt một năm vừa rồi. Câu hỏi đặt ra là bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn đã sẵn sàng để trở thành một phiên bản tuyệt vời hơn của chính mình trong năm 2024 chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Let me go for one day. Let me lose myself again. Trước hết khoe với các bạn, hôm nay sẽ mặc một chiếc áo dài màu hồng rất là xinh. Mặc một chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam, tự hào vì là người Việt Nam. Điều tiên quyết trước tiên mà San muốn nhấn mạnh ở trong series này mà chúng ta sẽ tập trung vào đấy chính là sự phát triển toàn diện. Cụ thể là sẽ bao gồm sự chú tâm và phát triển về thân, tâm và trí. Nếu như mà trước đây bạn chỉ tập trung vào một thứ như là tôi chỉ tập trung vào body của tôi thôi, tôi chỉ muốn có một body đẹp, hay là tôi chỉ tập trung vào tâm hồn của tôi thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải tập trung cho cả ba thứ một lần. Hãy phát triển cả ba thứ cùng một lần, tại vì nó sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Thân, tâm, trí. Có thể là bạn đang ở trong một khoảng thời gian mà bạn cảm thấy rằng là tôi xứng đáng với những thứ tuyệt vời hơn, và người khác sẽ không đến để giúp bạn điều đấy. Bạn sẽ là người duy nhất có thể thay đổi. Và mình hy vọng rằng ít nhất có một điều trong những gì mình chia sẻ có thể phù hợp với bạn. So give me something for the pain. I wanna lose myself again. Please get out of my mind. Và thứ mà chúng ta sẽ cần phải rèn luyện và hướng đến đấy chính là một tâm trí khỏe mạnh, một tâm hồn khỏe mạnh và một cơ thể khỏe mạnh. Và đây sẽ là series gồm nhiều video. Video đầu tiên sẽ là về mind, tâm trí của bạn. Hiểu theo một cách đơn giản thì tâm trí với San nó chính là bộ não bên trong của mình. Nó kiểm soát những quyết định mình đưa ra trong cuộc sống. Và có một tâm trí lành mạnh sẽ đưa cho bạn sự sáng suốt, sự rõ ràng, sự cân bằng. Và nó cũng giúp cho chúng ta cải thiện về khả năng đưa ra quyết định. Đồng thời có thể cải thiện về cái sự tập trung, về trí nhớ và tự tạo động lực cho chính bản thân bạn. Và đây sẽ là một số những tip mà San đã đúc kết được để có thể chia sẻ với các bạn. Và điều đầu tiên, cái chúng ta cần là một grow mindset. Bởi vì chúng ta đang ở trong những cái giai đoạn phát triển của bản thân. Đương nhiên là khi mà chúng ta đến với cái phần gọi là về thân thể thì San sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái thói quen tốt cho cái sự phát triển của cơ thể của các bạn. Rồi là tâm hồn nữa, mình sẽ có những cái tip cụ thể. Nhưng mà hôm nay thì sẽ tập trung vào tâm trí. Vậy nên là nhất định sẽ cần phải nuôi dưỡng một cái grow mindset, nghĩa là phát triển, của sự phát triển, nghĩa là không dừng lại. Không dừng lại. Điều đấy không có nghĩa rằng là bạn sẽ luôn 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 làm việc. Sẽ có những ngày bạn sẽ không làm gì để nghỉ ngơi, tại vì nó cần thiết. Nhưng chúng ta hoàn toàn rất là lười biếng, không muốn làm gì hết, không muốn phát triển ấy, thì chúng ta đang đi lùi. Và đến một lúc nào đấy ấy, chúng ta sẽ có ít cái sự lựa chọn trong cuộc sống. Chúng ta bị bỏ lại phía sau. Cuộc sống sẽ luôn phát triển như vậy. Vậy nên là chúng ta đi trước một bước ấy, chúng ta có nhiều sự chủ động, có nhiều sự lựa chọn và có nhiều những cái quyết định tốt đẹp trong cuộc sống của bạn nhiều hơn. Yes, nên là nhiều khi đưa bản thân mình vào cái thế khó khăn, đưa bản thân mình vào những cái challenge, những cái thử thách ấy, nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều. Và nó chính là một cái grow mindset, kỷ luật và sự nhất quán. Hai thứ này sẽ giúp các bạn phát triển. Các bạn làm gì mình không biết, nhưng thiếu hai cái này rất khó chúng ta có thể phát triển bền vững. San đã từng nói về điều này rất nhiều, kể cả việc tập luyện, học ngoại ngữ, nuôi dưỡng một mối quan hệ. Chúng ta sẽ không thể nào có một cái mối quan hệ lâu dài, có một body đẹp hay là có một khả năng ngoại ngữ tốt khi chúng ta chỉ học một buổi trong vòng một tuần. Kể cả ngày hôm đấy bạn dành rất là nhiều những cái công sức của mình, nhưng mà không, mọi thứ nó không hoạt động như vậy. Chúng ta sẽ cần phải nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Và rất là quan trọng ở phần này đấy chính là các bạn sẽ tạo cho mình một cái hệ thống phát triển mỗi ngày. Mà nói đơn giản hơn đấy chính là routine. Rất đơn giản là routine, thói quen sống hàng ngày. Trong cuốn sổ Being Doing của Bezo, các bạn có thể mua cuốn sổ này ở trên website bezovn.com nhé. Ở trong này có một layout San rất thích, đấy chính là kế hoạch một ngày. Và ở đây sẽ có khung giờ từ 5 giờ sáng cho đến 11 giờ tối. Tại vì San muốn khuyến khích các bạn đi ngủ trước 12 giờ. Và đây chính là cái process phát triển của bạn trong một ngày. Cách mà bạn sẽ lên kế hoạch một ngày của bạn
nó làm thay đổi cuộc sống của bạn trong vòng 1 năm. Chúng ta đừng nghĩ xa cái gì hết các bạn ơi, tại vì tất cả những gì các bạn làm ngày hôm nay nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Cái sự đầu tư nhất quán là rất là quan trọng. Kể cả sự nghiệp, mối quan hệ, tất cả mọi thứ, các bạn muốn nó thành công, các bạn muốn nó có sự phát triển bền vững, các bạn cần sự kỷ luật, sự đầu tư một cách nhất quán. Nếu như mà ngày nào bạn cũng thức rất là khuya và sau đấy thì dậy rất là muộn, bạn luôn cảm thấy mình trong trạng thái mệt mỏi, khó chịu, các bạn không cảm thấy nhiều năng lượng, không cảm thấy có động lực, chúng ta sẽ cần phải sắp xếp và thay đổi lại cái process của bạn, hệ thống một ngày của các bạn sẽ cần phải thay đổi. Nếu như một ngày của bạn đang rất là tốt rồi thì các bạn cứ tiếp tục như vậy đi. Nhưng mà nếu chưa thì chắc chắn các bạn phải sắp xếp lại kế hoạch một ngày của các bạn. Các bạn sẽ cần phải viết ra và kỷ luật để có thể thực hiện được nó. Nếu như các bạn đang cảm thấy rất là mông lung, không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ sáng mai, bắt đầu từ tối nay, hãy ngủ vào lúc mấy giờ đấy. Các bạn muốn đi ngủ vào lúc mấy giờ, đảm bảo các bạn có thể ngủ từ 7 cho đến 8 tiếng. Giấc ngủ rất là quan trọng để các bạn có thể có một cái mindset gọi là minh mẫn nha. Và để gợi ý những cái thứ mà bạn nên add vào trong cái process hàng ngày của bạn, thứ nhất đấy chính là việc đọc hoặc là nghe podcast, luôn là như vậy. Đọc và nghe podcast 1 tiếng một ngày, tập thể dục 1 tiếng một ngày. Đây là hai thứ cực kỳ tốt cho cái trí não và tinh thần của các bạn. Nếu như bạn đang cảm thấy mình hay bị stress, bạn không muốn tiếp xúc với mọi người, bạn không muốn nói chuyện với ai, tập thể dục. Hãy tập thể dục. Điều quan trọng nữa đấy chính là chúng ta sẽ cần phải có những cái giới hạn, gọi là tạo ra những cái giới hạn của bản thân mình. Cái mindset quan trọng nhất đấy chính là bạn sẽ cho phép bạn làm gì với chính mình. Điều này rất là quan trọng các bạn ạ. Với bản thân San, nếu như mình gặp chuyện buồn hay là stress, mình sẽ cho mình 24 giờ để đối diện với cảm xúc và quay trở lại. Điều này không hề toxic nha các bạn, điều này rất tiết kiệm thời gian. Trong 24 giờ đấy mình sẽ ngồi và đối diện với cảm xúc của mình. Bạn cố gắng để trốn chạy, có thể đi những chuyến du lịch xa xỉ kiểu mấy tuần liền, nó có giúp bạn không? Không chắc. Không chắc, cho đến khi bạn thành thật với chính bản thân bạn, nó mới giúp bạn có thể đối diện với những cái nỗi sợ, những cái stress, những cái thứ mà đang diễn ra trong đầu bạn. Mình có những cái giới hạn để khiến cho cái đầu óc của mình nó ở một mức độ vừa phải. Nếu như một ai đó khiến mình bị tổn thương, mình sẽ tự động tách họ ra và nhìn nhận lại cảm xúc của mình. Mình sẽ không cố gắng để đi tìm những câu nghi vấn như kiểu là tại sao họ lại đối xử với mình, tại sao họ không yêu mình, tại sao họ không thương mình, mà mình sẽ chỉ nhìn nhận vào bản thân mình rằng là à, cảm xúc của mình ra sao và bây giờ mình sẽ muốn làm như thế nào, điều gì mới là khiến mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn. Chúng ta sẽ cần phải có một cái giới hạn cho chính mình. Điều này nó sẽ giúp các bạn hạn chế cái việc mà overthinking cho những thứ không đáng. Việc mà chúng ta thiết lập một cái giới hạn dành cho chính mình ấy, nó sẽ cải thiện mối quan hệ của bạn dành cho chính bạn. Mình sẽ không cho phép mình nói những cái điều tồi tệ với chính mình. Mình sẽ không nói rằng là à, mày quá tệ, mày là một người bạn tồi, à, mày là một người con tồi, hay là mày không xứng đáng. Mình sẽ không bao giờ nói những điều đấy với chính mình. Đấy chính là cái giới hạn của mình. Mình sẽ luôn ở đây với bản thân, mình sẽ luôn support, hỗ trợ. Mình biết rằng mình không hoàn hảo, nhưng mà không vì vậy mà mình lại tự chế giễu và tự chê bai chính bản thân mình. Mình không cho phép mình làm điều đấy. Mình biết rằng có khá là nhiều bạn suy nghĩ như vậy về chính bản thân. Họ tự làm đau chính mình. Và mình rất là thương các bạn. Các bạn xứng đáng với những cái lời nói đẹp. Nếu như bạn dành cho bạn những cái lời như vậy, bạn sẽ dần trở thành người mà bạn nghĩ. Khi mà bạn có bất cứ một cái hành động nào, bạn cảm thấy rằng mình đang tự làm đau chính mình, bạn sẽ cần phải dừng lại một chút, đặt những cái câu hỏi khác trong cuộc sống của bạn. Bạn đừng đặt câu hỏi rằng là à, tôi tồi tệ ra sao, tôi tồi tệ như thế nào, tôi đã làm sai những cái điều như thế nào. Bạn có thể đặt những câu hỏi rằng là tôi sẽ cần phải làm gì để thay đổi, tôi sẽ cần phải chia sẻ điều này với người khác ra sao, tôi sẽ cần phải rèn luyện những gì để trở thành người tốt hơn. Mindfulness, đây là một điều rất là quan trọng trong năm 2024. Và thật ra các bạn biết không, chính mindfulness là thứ đã thay đổi San trong suốt 5-6 năm vừa rồi. Nó là thứ thay đổi mình. Mindfulness là một sự rèn luyện dành sự tập trung của mình ở thời điểm hiện tại. Cái điều mà mindfulness giúp mình ấy, đó chính là nó giúp mình có thể quan sát chính suy nghĩ của mình, không đánh giá, không phản hồi, không suy diễn. Và điều này nó sẽ dẫn đến một cái sự thấu hiểu sâu sắc hơn về chính mình. Và có lẽ đấy là lý do vì sao mà khi mình trò chuyện với người khác,
mình có thể thấu hiểu cả những điều mà họ không nói ra. Mình cũng không biết để giải thích điều này như thế nào, nhưng mà khi mình hiểu mình ở một cái mức độ sâu thì mình có thể nhìn thấy mình ở trong người khác. Vậy nên mình hiểu họ nhiều hơn. Và khi mà thực hành mindfulness như vậy, mình đang thực hành để hiểu hơn về chính mình, hiểu hơn về tâm trí của mình. Các bạn có thể tìm đọc thêm những cái cuốn sách nó liên quan đến mindfulness để các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về nó. Việc mà các bạn có thể rèn luyện bằng thiền cũng rất là tốt, nhưng mà không phải ai cũng sẽ phù hợp với điều đấy. Không phải ai cũng sẽ phù hợp với việc ngồi xuống xong rồi là gọi là cố gắng để kiểm soát, mình không suy nghĩ gì hết, mình biết là như vậy. Bản thân San thì mình rèn luyện thiền ở tất cả mọi thứ mà mình làm, và nó giúp mình tập trung vô cùng. Ví dụ khi mình trò chuyện với một ai đấy, mình sẽ nhìn thẳng vào mắt họ, mình sẽ trò chuyện và lắng nghe họ 100% sự chú ý. Tôi đang trò chuyện với bạn, tôi muốn lắng nghe bạn, tôi muốn chia sẻ với bạn, tôi muốn chúng ta có một cuộc trò chuyện sâu sắc với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Nó sẽ khác với việc bạn đi nói chuyện với người ta nhưng mà tay thì cầm điện thoại xem thử là người kia đã nhắn tin cho mình chưa, rồi mình nên trả lời như thế nào. Mình sẽ rất là khó để có thể kết nối với những người mà họ không có 100% ở thời điểm hiện tại ngay lúc đấy. Nó chỉ đơn giản là các bạn rèn luyện từ những thứ bình thường. Bây giờ các bạn nói chuyện với bố mẹ, với anh chị em hay là với tất cả mọi người, liệu bạn có cầm điện thoại lên và bấm, hay là bạn thực sự chú tâm đến những điều mà họ nói? Đây là một điều rất là quan trọng. Hay là khi mà bạn lắng nghe, bạn học cách lắng nghe nhưng mà không phán xét, thì nó chính là bạn đang rèn luyện mindfulness. Tại vì nghe chỉ là nghe thôi. Nghe không có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu đánh giá những cái điều mà bạn vừa nghe được. Bạn nghe nghĩa là bạn nhận thông tin, học cách lắng nghe, 100% lắng nghe. Khi mà bạn nấu ăn, bạn tập trung rằng mình đang nấu ăn, mình đang chuẩn bị cho bản thân mình một bữa ăn, và nó bao gồm những thứ gì, thứ gì. Khi bạn làm bài tập hay là bạn làm việc, bạn tập trung 100%. Bạn không thể nào vừa làm việc, vừa kiểm tra điện thoại, vừa làm việc, vừa lại tán gẫu với đồng nghiệp được. Học cách rèn luyện mindfulness, nó còn giúp các bạn rất là nhiều trong việc tăng khả năng tập trung của bạn. Và đấy là lý do vì sao khi mà mình làm việc ấy, mình vô cùng tập trung và mình đạt cái hiệu suất rất cao. Khi mà San còn làm ở trong công ty, San cũng cảm nhận được cái điều này. Mình quan sát những người xung quanh và mình biết lý do vì sao mà mình làm nhiều thứ nhanh hơn, tốt hơn người khác, là bởi vì mình rèn luyện mindfulness. Mình rất tập trung. Nếu như mình đang làm cái gì đấy, mình vô cùng tập trung đến mức độ mình không thể nào nghe những người xung quanh đang nói gì. Mình không thể nghe được, tại vì đầu óc của mình nó đang ở công việc và đang ở bài tập của mình. Vậy thì ngay bây giờ đây, các bạn hãy rèn luyện điều này trong mọi thứ mà các bạn đang làm. Như bản thân San bây giờ đang quay video, thì San sẽ chỉ tập trung 100% vào việc quay video. Mình không dành cái tâm trí của mình cho những thứ khác. Mình đặt điện thoại ở cái chế độ không làm phiền, để không có ai có thể làm phiền mình khi mình đang tập trung như thế này. Bây giờ khi mà bạn xuất hiện ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, hãy ở đấy 100%. Hãy thực sự dành 100% sự chú tâm cho những gì mà bạn đang làm. Bản thân mình cũng đã không ít lần tâm trí trở nên lộn xộn, đầu óc mình quay cuồng, stress. Nhưng mà chỉ sau một ngày thôi, mình có thể kiểm soát được nó, bởi vì mình chấp nhận nó, mình quan sát nó. Và mình biết rằng tôi đang buồn, tôi đang stress. Người này, họ đối xử với tôi như vậy, tôi chấp nhận rằng họ không dành cho mình. Khi các bạn tập luyện mindfulness và các bạn học cách tập trung hơn, bạn sẽ có cái sự rõ ràng hơn trong tâm trí của mình mà không bị kéo theo. Và điều này nó cũng giúp cho bạn có một cái tư duy nó dồi dào hơn, gọi là abundant mindset. Bởi vì bạn chấp nhận tất cả những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Và bạn chấp nhận như vậy nên bạn biết là nó tồn tại song song. Cơ hội, thử thách, nó tồn tại song song. Khó khăn, thành tựu, may mắn, nó tồn tại song song. Chúng ta sẽ cần phải rèn luyện để có một abundance mindset. San thực sự rất thích chữ abundance. Nó nghĩa là cái sự phong phú, sự dồi dào. Nếu như mà giải thích ra với San nha, thì nó nghĩa là chúng ta nên có một mindset rằng sẽ luôn có cơ hội, sẽ luôn có những điều tốt đẹp đến với mình. Và kể cả bạn đã từng
trải qua những điều tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, thì chính nhờ cái mindset này bạn hoàn toàn có thể tin rằng mình có thể làm lại và làm lại tốt hơn. Nếu như mà chúng ta không có cái suy nghĩ và tư duy về sự dồi dào như thế này thì chúng ta sẽ rất là dễ bị ghen tị, bị tiêu cực và chúng ta tập trung vào nó quá nhiều. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng người ta hơn mình, mình không có cái gì đặc biệt, mình không có gì tốt đẹp hết. Mình đã từng trải qua những điều rất là tồi tệ trong quá khứ, vậy nên là bây giờ mình không xứng đáng để được yêu thương, mình không xứng đáng để có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc hay là một tình yêu đẹp. Mình không còn tin rằng trên đời sẽ có những người tốt, những người yêu thương mình thật lòng. Bởi vì bạn nghĩ rằng bạn sẽ không nhận được những điều đấy, vậy nên là kể cả khi mà nó đến trước mặt bạn ấy, bạn vẫn không tin rằng bạn xứng đáng với những điều đó. Vậy nên là bạn sẽ bỏ lỡ nó. Bạn sẽ lựa chọn những cái tư duy phù hợp với chính mình. Nhưng mà có một điều Sun muốn cảnh báo, đấy chính là những gì bạn nghĩ sẽ trở thành chính bản thân bạn. Nó sẽ trở thành chính bản thân bạn. Mình là một cô gái rất là bình thường, không có gì quá đặc biệt xuất sắc về cả học vấn hay là cả ngoại hình. Nhưng mà ngay từ những lúc 18-19 tuổi, mình đã tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tuyệt vời. Mình vẽ ra cái hình ảnh cuộc sống đấy, mình xây dựng nó mỗi ngày. Và bây giờ mình đang có một cuộc sống tuyệt vời. Ở một khía cạnh cụ thể về sự nghiệp thì nếu như bạn có một tư duy dồi dào, bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn. Cái tư duy dồi dào này là như thế nào? Nghĩa là bạn không chỉ làm vì tiền, bạn nhiều hơn như thế. Mình tập trung vào việc học hỏi. Mình không chỉ tư duy trong cái đồng tiền đơn thuần, nghĩa là ok, nếu như bạn trả tôi 5 triệu, tôi chỉ làm 5 triệu không. Mình sẽ làm tốt nhất trong khả năng của mình có thể. Bởi vì cái tư duy của mình là cái số tiền mà mình nhận được nó sẽ không dừng lại ở đấy. Mình sẽ còn được nhận thêm nhiều hơn rất nhiều lần. Mà thực ra là sau này mình mới nhận ra điều đấy. Còn hồi đấy là mình làm một cách rất tự nhiên nha các bạn. Nó là tự nhiên đó. Nhưng mà sau này khi mà mình đọc, mình tìm hiểu nhiều hơn thì mình biết nó là một cái mindset. Và nó khiến con người trở nên khác biệt lẫn nhau là như vậy. Và khi mà chúng ta có một cái tư duy gọi là dồi dào như vậy thì những cái hành động chúng ta làm trong cuộc sống nó thường đến từ động lực, chứ nó không phải đến từ nỗi sợ. Và bạn có thể ăn mừng cho thành công của người khác, bạn vui cho niềm vui của họ. Bạn đi phỏng vấn một công việc với abundance mindset, nghĩa là tôi đến đây để cho tôi cơ hội, nhưng mà cũng là cho bạn một cơ hội để tìm thấy tôi, một thí sinh tiềm năng, năng lực của tôi, con người của tôi, nhân cách và sự đóng góp của tôi sẽ giúp tôi có rất là nhiều những cơ hội để lựa chọn. Nhưng mà tôi chọn công ty bạn, tôi chọn công ty bạn. Tại vì tôi cảm thấy có những cái sự đồng điệu. Và kể cả khi bạn không nhận được công việc đấy, bạn cũng sẽ không kiểu quá buồn hay là quá thất vọng. Bởi vì bạn biết rằng sẽ luôn có cơ hội dành cho mình, sẽ luôn có môi trường phù hợp dành cho mình, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng. Còn nếu như chúng ta có một tư duy khan hiếm thì sẽ như thế nào? Chúng ta đi xin việc với tư duy rằng là trời đất ơi, nếu như mà không có công việc này thì tôi sẽ chết mất. Nếu như mà không làm cái này thì tôi sẽ không còn một cơ hội nào nữa hết. Và một abundance mindset trong tình yêu cũng vậy. Trời đất ơi, khi mà nói về cái này mình nghĩ rằng mình có thể nói cả tiếng cho các bạn luôn, nhưng mà một vài phút trong cái video sẽ không thể nào nói hết. Nó sẽ giúp các bạn thay đổi cách nhìn về tình yêu, là bạn chọn cái người đấy vì cái sự phù hợp chứ không phải là vì bạn không được yêu. Vậy nên là bạn chọn người ta để người ta yêu mình. Sun sẽ chia sẻ kỹ hơn trong một video nào đấy về tình yêu ha. Tại vì mình sẽ không thể nào có đủ thời gian để chia sẻ hết mọi thứ. Nhưng mà đấy, trước hết vẫn là chúng ta rèn luyện một tư duy về sự giàu có, về sự dồi dào trong tất cả những cái cơ hội, tất cả những cái điều mà cuộc sống sẽ mang lại cho bạn. Trong thực hành, làm sao để chúng ta có thể có một abundance mindset? Bản thân Sun sẽ thực hiện một điều rất là quan trọng, đấy chính là self-reflection. Chúng ta sẽ cần phải có thời gian để nhìn nhận lại chính mình. Bạn có thể không hoàn toàn 100% thành thật với người khác, nhưng bạn phải thành thật với chính bản thân mình. Bạn phải nhìn nhận về mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Có thể là trong suốt 1 năm vừa qua, 3 năm vừa qua, bạn sẽ cần phải nhìn nhận lại về chính mình. Sun ví dụ nha, nếu như mà bạn đang làm một công việc mà suốt 3-4 năm trời rồi bạn không yêu thích nó một tí nào, bạn luôn về nhà với một tâm trí stress, mệt mỏi, nhưng mà bạn không dám nghỉ việc, tại vì bạn nghĩ rằng sẽ không thể nào có một công việc nào tốt hơn công việc này nữa. Vậy thì bây giờ bạn sẽ thử dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân mình và cái hành trình này một chút, rằng là tại sao bạn lại sợ, tại sao bạn lại sợ rằng không có công việc nào khác. Thật ra là vì bạn không tin vào năng lực của mình có thể tìm được một công việc khác tốt hơn. Nó mới là thành thật với chính mình. Và nếu như chúng ta thành thật với điều đấy rồi
thì chúng ta sẽ đối diện với nó bằng cách như thế nào? Chúng ta sẽ tìm một cái vị trí công việc mà chúng ta yêu thích. Đương nhiên nó sẽ thuận theo sự phát triển của chúng ta nữa. Và xem thử là yêu cầu của cái vị trí đấy nó sẽ như thế nào. Và bản thân bạn đang thiếu điều gì? Bạn đang cần phải bổ sung điều gì trong cái năng lực và khả năng của mình để có thể có được cái công việc đấy? Đó chính là sự rèn luyện của một abundance mindset. Bạn luôn muốn mình có thể gọi là làm chủ, bạn không muốn làm nhân viên nữa, bạn muốn ra mở một công ty của riêng mình. Nhưng mà bạn luôn cảm thấy sợ hãi và không dám để bắt đầu ấy. Thì có thể bạn nghĩ rằng là trời đất ơi, mọi người đã bắt đầu hết rồi và thành công hết rồi, bây giờ mình làm gì còn một cái cơ hội nào. Mình cũng sợ là mình làm thì mình sẽ thất bại. Hãy thành thật với bản thân rằng có thể là bạn thực sự chưa đủ kiến thức về cái ngành nghề mà bạn sắp làm. Bạn chưa đủ những cái hiểu biết và một cái sự chắc chắn để bạn có thể bỏ tiền đầu tư. Bạn sợ thất bại bởi vì bạn chưa có đủ kiến thức. Điều đó cũng không sao hết, chúng ta sẽ tìm hiểu. Thay vì chúng ta sợ và chúng ta không làm gì hết, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thẳng vào cái sợ đấy để xem mình thiếu cái gì, mình cần phải thay đổi như thế nào, mình đã làm tốt được điều gì và có thể sẽ cần cải thiện điều gì. Thì đấy là lúc chúng ta sẽ cần phải thực hiện self-reflection, tự nhìn nhận lại chính mình, nhưng mà phải thành thật với nó. Thật sự là tất cả những cái nỗi sợ mà bạn đối diện được với nó ấy, bạn sẽ tuyệt vời hơn, mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và đó cũng là bước đầu tiên để bạn có thể vượt qua nỗi sợ, chính là đối diện. Tầm quan trọng của việc tự nhìn nhận lại bản thân là như vậy. Thực chất thì mỗi người sẽ có những cái cách khác nhau, nhưng mà bản thân Sun thì sẽ có cuốn sổ tay của mình. Và nó cũng là một cuốn sổ mà Sun nghĩ rằng là sẽ vô cùng tuyệt vời cho việc thực hành nhìn nhận lại bản thân mình, cũng như là lên những cái kế hoạch cho cuộc sống của các bạn. Khi mà các bạn mở cuốn sổ ra, Sun đã có một cái trang như thế này gọi là Being và Doing. Và ở đây chúng ta sẽ cùng nhau đối diện với chính bản thân mình để có thể trả lời những cái câu hỏi. Bản thân Sun ấy thì mình có thói quen nhìn nhận lại chính mình mỗi ngày, và mình cảm thấy điều này rất là tốt. Mình không chờ đợi đến lúc là một năm rồi mình mới nhìn lại. Sau mỗi ngày trước khi mình đi ngủ, mình sẽ tự nhìn nhận lại bản thân mình trong ngày hôm nay, là mình đã làm được những gì, chưa làm được những gì. Mình lên list những điều mình cần phải làm trong cuốn sổ của mình. Vậy nên là mình rất là dễ dàng để biết được mỗi ngày trôi qua thì mình đã làm được gì, chưa làm được gì. Và đồng thời nữa là điều gì khiến mình cảm thấy vui hay là buồn trong ngày hôm nay. Nghĩa là những cái cảm xúc. Mỗi ngày sẽ có những điều rất là mới xảy ra. Trước khi đi ngủ mình nhìn nhận lại mọi thứ như vậy. Thứ nhất, nó giúp mình có thể trân trọng hơn những cái niềm vui, những người làm mình vui. Những ai làm mình vui trong ngày hôm đấy, mình trân trọng cái đóng góp của họ, mình nói cảm ơn. Ngày hôm đấy mình đã làm được gì cho bản thân mình cũng trân trọng điều đấy, mình nói cảm ơn chính bản thân mình. Có những ngày ấy, mình đặt mục tiêu là mình sẽ phải làm xong cái bài luận của cái phần này, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng thì cả ngày mình kiểu chỉ nằm chơi thôi, mình không làm gì hết. Thì mình cũng sẽ nhìn nhận vào cuối ngày, đó chính là vì sao ngày hôm nay mình đã không thực hiện cái nhiệm vụ đấy. Thứ nhất, nếu như mà do mình mệt mỏi vì mình làm quá nhiều thứ thì mình có thể thông cảm với chính mình. Nhưng nếu như mình đã lười biếng như vậy suốt nhiều ngày trôi qua và mình không có thay đổi, mình vẫn cứ nằm như vậy và mình cứ trì hoãn mọi thứ như vậy, thì nó đã trở thành một thói quen và mình không thể nào cho phép bản thân mình tiếp tục như vậy nữa. Và chính những cái suy nghĩ như vậy nó sẽ tự kiểm soát bản thân mình cần phải đi đúng hướng. Đấy là lý do vì sao chúng ta sẽ cần phải có thói quen tự nhìn nhận lại bản thân mình. Và đương nhiên là cái sự thay đổi về tư duy như vậy nó sẽ không diễn ra một sớm một chiều đâu các bạn. Các bạn sẽ cần cái sự kiên nhẫn và cái sự rèn luyện để dần dần các bạn sẽ thay đổi. Các bạn sẽ không mãi như vậy. Nếu như các bạn đã muốn thay đổi và các bạn muốn có những cái điều mới mẻ trong cuộc sống thì chắc chắn rằng bạn sẽ có cơ hội để làm điều đấy. Vậy nên là bạn không cần phải lo lắng quá nhiều, nó sẽ đến thôi. Chỉ là bạn sẽ cần kiên nhẫn về với chính bản thân mình nhiều hơn. Một mindset nữa mà Sun nghĩ rằng chúng ta rất là nên có, đấy chính là independent mindset. Một mindset về việc tự lập. Điều này rất là quan trọng. Mình không có tư duy rằng mình sẽ dựa dẫm vào bất cứ một ai. Tại vì cuộc sống này mình sinh ra một mình và chết đi một mình. Mình là người có trách nhiệm lớn nhất trong cuộc sống của mình. Có những khoảng thời gian mà mình cảm thấy vô cùng cô đơn, mình cảm thấy rằng tôi phải có một chàng trai để có thể lo lắng chăm sóc cho mình.
để khiến mình hạnh phúc. Nhưng mà San nhận ra đấy là một suy nghĩ rất là sai lầm. Nếu như bạn không thể làm bạn hạnh phúc, sẽ không có ai có thể. Nếu như bạn không tồn tại trên cuộc đời này, tất cả những mối quan hệ khác đều không tồn tại. Không tồn tại. Kể cả sau này khi mà mình sinh con đi chăng nữa, nếu như mình không chăm sóc cho mình, nếu như mình không khỏe mạnh, thì làm sao để mình có thể biết cách chăm sóc đúng cho những đứa con của mình? Làm sao để mình có thể biết cách chăm sóc cho chồng của mình, cho gia đình của mình, nếu như mình không phải là một người lành mạnh, một người khỏe mạnh? Hãy bắt đầu với việc chăm sóc cho bản thân bạn mỗi ngày. Cái cách mà bạn quản lý bản thân, chăm sóc bản thân mỗi ngày như thế nào, từ những điều nhỏ nhất. Đấy là lý do vì sao mà San nghĩ rằng việc mà chúng ta đi du học hay là bước sang một cái cuộc sống mới mà không còn cái sự phụ thuộc với gia đình, nó là một cái môi trường tuyệt vời để các bạn có thể thực hành. Và mình cảm thấy rằng là những cái mối quan hệ mà bền vững nhất ấy, đấy chính là họ hoàn toàn có thể sống tốt một mình, nhưng mà họ chọn sống cùng nhau. Nghĩa là họ chọn để chia sẻ cuộc đời cùng nhau, mặc dù họ sống một mình cũng rất là ổn. San cũng không rõ mình có thể nói một cách rất là dễ hiểu, nhưng mà điều mà San muốn nói đây đấy chính là khi mà chúng ta tự chăm sóc cho bản thân mình tốt rồi, chúng ta trở thành một phiên bản tốt rồi, thì việc chúng ta lựa chọn một công việc hay là một người để yêu ấy, nó không dựa trên đơn thuần là nó có thể mang lại gì cho mình, mà còn là mình có thể mang lại gì cho họ, mình có thể mang lại gì cho họ, mình có thể đưa lại cái điều gì cho họ. Nó phải là win-win, nó phải là cùng nhau. Và kể cả khi bạn không có những điều đấy, bạn vẫn sống tốt, nhưng mà bạn chọn điều đấy tại vì bạn yêu điều đấy, bạn yêu người đấy, bạn muốn làm công việc đấy. Cụ thể với công việc của San hiện tại, San là một YouTuber. San hoàn toàn có thể làm công việc khác và thành công, mình tự tin như vậy. Nhưng mà mình chọn cái này tại vì mình thích cái này. Khi mà mình sống một mình hạnh phúc, vậy thì việc mà mình chọn một người đàn ông để yêu là bởi vì mình yêu anh ấy, mình nhìn thấy được cái sự chân thành của anh ấy. Và đương nhiên mình cũng cảm thấy rằng đấy là một con người họ có giá trị, họ độc lập và họ mang lại giá trị. Khi mà bạn phụ thuộc nha, có thể là bạn sẽ bớt gánh nặng hơn. Ví dụ như là bố mẹ có thể cho bạn tiền để bạn trang trải tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng đứng trước những cái quyết định khác như là tương lai của bạn, con đường bạn sẽ đi, liệu họ có cho bạn 100% sự quyết định hay không? Đấy là lý do vì sao có rất là nhiều cô gái phải kết hôn với người mà bố mẹ quyết định thay vì cô ấy quyết định, tại vì cô ấy không có khả năng độc lập và đưa ra những quyết định trong cuộc sống. Vậy thì bạn muốn điều gì? San nghĩ rằng đây là năm 2023 rồi, chúng ta là một cá thể tồn tại trên cuộc đời này và sống ở đây là để trải nghiệm cuộc sống của mình và để xem thử là mình sẽ phát triển ra sao, như thế nào, mình sẽ được yêu như thế nào, mình sẽ sống cuộc sống hạnh phúc ra sao, chứ không phải là sống dựa trên sắp đặt của người khác. Và đấy là lý do vì sao chúng ta sẽ cần rèn luyện một tư duy độc lập, không phụ thuộc vào người khác. Khi các bạn có một cái tư duy phụ thuộc, bạn rất là dễ bị lụy tình, bạn rất là dễ bị gắn kết cái tình cảm của mình vào một người nào đấy, tại vì bạn không bao giờ thấy đủ, bạn không thấy mình đủ, và chúng ta sẽ tạo nên những mối quan hệ rất là mệt mỏi. Bạn có cảm thấy đồng điệu với cái điều mà San đang nói không? Nghĩa là khi mà chúng ta có một cái mindset phụ thuộc, chúng ta sẽ khiến mọi thứ trở nên rối tung, tại vì chính cái sự mâu thuẫn mà bạn có, bạn không hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên cạnh người đấy. Người đấy không đủ với bạn, nhưng bạn không đủ dũng cảm để rời đi. Để rèn luyện cho một tinh thần, một tư duy độc lập, trước hết chúng ta sẽ cần phải học cách tự chăm sóc bản thân mình về tất cả mọi phương diện. Bạn có thường xuyên dành thời gian một mình để có thể hiểu hơn về bản thân bạn hay không? Hay là bạn luôn luôn ở trong trạng thái là phải gặp gỡ người này người kia, luôn ở trong trạng thái là tìm cái sự công nhận từ người khác? Có lẽ đấy là lý do vì sao mà khi con người càng lớn, càng trưởng thành ấy, người ta càng muốn khép kín hơn. Không phải là vì người ta không có bạn, mà vì người ta muốn hiểu bản thân mình hơn, muốn dành thời gian cho chính mình nhiều hơn. Và ở cái giai đoạn này thì self-awareness là một điều rất là quan trọng. Nghĩa là bạn phải nhận ra được cái giá trị của mình, bạn phải thực sự nhìn nhận ra được giá trị của mình, kế hoạch của mình, mục tiêu của mình trong cuộc sống. Độc lập không có nghĩa là bạn sẽ không cần ai hết, không phụ thuộc vào người khác không có nghĩa chúng ta không yêu thương họ nhé. Rồi San sẽ chia sẻ những cái tập tiếp theo về tâm hồn, San sẽ nói nhiều hơn về những cái relationship rồi là các thứ ha. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta tập trung về mind, về tâm trí, vậy nên là San sẽ chỉ tập trung về tâm trí mà thôi. Một điều mà San thấy nó rất là tốt cho cái mindset của bạn đấy chính là solo travel, nghĩa là đi du lịch một mình. Đi du lịch một mình
là cơ hội để các bạn gặp những người hoàn toàn mới trong cuộc sống của các bạn. Và đương nhiên là có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng mà trong suốt cái hành trình đấy các bạn sẽ có những cuộc trò chuyện và các bạn sẽ nhìn nhận thêm được khá là nhiều điều mới thú vị. Thì không chỉ là về con người, đôi khi các bạn có thể gặp những cái cảnh vật và các bạn tìm hiểu về câu chuyện đằng sau những cái cảnh vật đấy, những cái điều đấy, những cái thứ mà bạn thực sự trải nghiệm trong cuộc sống đấy. Và bạn sẽ nhìn nhận ra rất là nhiều cái góc cạnh khác nhau. Chúng ta vẫn hay bị mắc kẹt ở trong cái mindset của riêng mình, chỉ một góc nhìn. Vậy thì khi chúng ta đi du lịch một mình như vậy, chúng ta có thể sẽ đón nhận cái góc nhìn mới hơn. Và đương nhiên các bạn hãy đảm bảo rằng mình mở lòng để đón nhận nó nhé. Còn chúng ta đi nhưng mà với cái mindset quá đóng, không có muốn trò chuyện với người lạ, không có muốn bắt đầu một cái cuộc giao tiếp nào đấy, không có muốn để hiểu người khác hay lắng nghe người khác, thì rất là khó. Và San tin chắc rằng là San sẽ có những cái tâm sự và chia sẻ với các bạn sâu hơn nữa trong cái quá trình mà mình đi du học, trong cái quá trình mà mình thay đổi ra sao, nhìn nhận như thế nào. Và một điều vui đấy chính là chính trong cái thời gian mà mình bị stress như vậy á, mình có ý tưởng để viết cuốn sách của riêng mình. Và mình đang bắt tay vào viết nó. Mình chưa từng thực hiện được bất cứ một cuốn sách nào hết, tại vì sau một thời gian mình cảm thấy nó chưa hẳn là cái mà mình muốn. Nhưng mà bây giờ mình cảm giác như nó đang đến. Và thật tuyệt vời là đúng, những cái cảm xúc nó xảy đến trong cuộc sống để chúng ta có thể bắt đầu một cái điều gì đấy mới. Hãy kiên nhẫn. San cũng không muốn chia sẻ nhiều về cuốn sách. San muốn rằng khi mà nó sẵn sàng thì San sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ hơn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe video ngày hôm nay, video đầu tiên. Để có thể thay đổi cuộc sống của mình thì trước hết chúng ta sẽ cần phải thay đổi về tâm trí. Ở những cái video tiếp theo, những phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự về thân thể. Đồng thời đấy chính là tâm hồn, cách mà chúng ta có thể kết nối về tâm hồn, về cảm xúc của mình để có một năm 2024 tuyệt vời hơn. Hãy chờ đón những tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.